Món thịt chiên là món ăn dễ ăn nhất trên đời, dù trẻ nhỏ hoặc là người lớn cũng rất là thích ăn nha cả nhà. Với món thịt chiên này thì mình chỉ cần nấu lên một tô canh rau thì mình cũng đã ăn ngon rồi. Để làm cái món thịt đó, chiên này thì mình sẽ làm cái gia vị ớt, 10 cái gia vị ớt mà video trước mình đã hướng dẫn cả nhà rồi. Mình đã để dành và mình hôm nay mình sẽ sử dụng chiên cái món thịt này nha. Thì để sử dụng món thịt chiên này thì mình sẽ sử dụng ba loại. Thì cả nhà có thể thích loại thịt nào cả nhà có thể làm nha. Còn trong video mình sẽ sử dụng ba loại mua về đó. Thì để dễ cắt như vậy mình để tủ đông một xíu đi, để cho khi mà đông lại thì mình sẽ cắt nó dễ dàng hơn. Cắt xong mình cho hành tím với tỏi nè. Sau nữa thì cái bột á, gia vị hôm bữa mình đã hướng dẫn cả nhà rồi, có gì cả nhà xem lại cái video đó nha. Sau đó mình sẽ cho miếng nước dầu tỏi vào, sau nữa là miếng nước màu dầu điều. Kế tiếp nữa là mình sẽ dùng tay mình sẽ trộn đều, trộn nhanh, trộn cho đến khi mà gia vị á, tan ra thấm đều vào trong miếng thịt á, là được. Thì á, cả nhà cũng thấy nè, cái miếng thịt của mình á, thì cái phần á, cái gia vị á, ớt á, thì nó áo một cái lớp ngoài phía này nè, khi mình chiên á, thì á, cái lớp ngoài đây thấm vào bên trong thịt nên ăn rất là ngon. Mình sẽ để trong vòng 30 phút và 30 phút sau bắt cái chảo dầu nóng lên, mình sẽ để từng cái lát thịt vào, mình sẽ chiên. Trong khi chiên thì cả nhà lưu ý mình sẽ dặn lửa nhỏ và mình sẽ trở đều hai mặt thịt, để cho dàn đều hai mặt thịt thì sẽ ăn ngon hơn. Thì nhà mình nó thường thì ăn cái món thịt ba rọi chiên này nè, mấy bé rất là thích ăn nên ăn rất là nhiều cơm. Và mỗi lần như thế này mình sẽ nấu kèm một cái tô canh rau hoặc là tô canh vai bở. Mình cứ chiên trở đều cho đến khi dàn đều hai mặt là được nha cả nhà. Thì á, mình cảm thấy rằng cái thịt ba rọi vừa mỡ vừa thịt như vậy khi chiên lên thì sẽ rất ngon. Và cả nhà hôm nào thì nhớ thử làm đi, bảo đảm gia đình cả nhà sẽ rất là thích cái món thịt này cho xem. Mình chiên cho đến khi vàng như thế này là được rồi nè. Sau đó nữa mình sẽ đem ra, mình sẽ cắt ra từng miếng miếng. Thì mình cắt ra từng miếng thì cho mấy bé dễ ăn hơn. Sau khi cắt ra miếng xong thì mình sẽ bưng lên, mình sẽ ăn kèm với cơm với gia đình. Vậy là cái video đến đây là đã kết thúc rồi. Rất mong là cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.